Suy niệm tin mừng Chúa Nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022. Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 39 đến câu 45. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi trong mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Suy niệm. Mỗi ngày tôi có thói quen quét dọn, vệ sinh nhà cửa để tạo nên một không gian sạch sẽ và thoáng mát, giúp cho tinh thần tôi được thoải mái và khỏe mạnh. Có lẽ đây cũng là trải nghiệm căn bản của rất nhiều người. Tuy nhiên, không dừng lại ở căn nhà vật chất, bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người nhìn vào căn nhà tâm hồn của mình, trước hết để nhận ra những cái đà, cái rác là những bóng tối của yếu đuối và tội lỗi vẫn còn tồn tại nơi mình. Nhờ đó, mỗi người trở nên sống khiêm tốn hơn, biết can đảm xin ơn thanh tẩy và tha thứ của Thiên Chúa nơi bí tích hòa giải. Bởi lẽ, kinh nghiệm về thứ tha là một hồng ân đức tin mà Thiên Chúa trao tặng cho mỗi Kitô hữu, để qua đó, khuôn mặt của Thiên Chúa được tỏ lộ cách rõ ràng trong đời sống của chúng ta, giúp chúng ta kiên nhẫn, cảm thông và khoan dung trước những lỗi lầm của anh chị em. Trái lại, nếu một thế giới loại trừ sự thứ tha, thì thế giới đó chỉ có sự công bằng lạnh lùng và bất kính, để mỗi người nhân danh nó mà tư lợi đối với kẻ khác, trở thành đấu trường cho người ta xung đột lẫn nhau. Trích thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót số 14 của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Lời nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy con biết năng đến lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, để từng ngày con sống khoan dung hơn với người khác. Nhờ đó, đời sống gia đình và môi trường xung quanh con mỗi lúc được hòa thuận với nhau. Amen.